À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em vừa về được cái cặp dây loa Monster. Thì dòng này nó là dòng Flash. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác thể alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình đây. Đó. Thì cái số Zalo 0775264888 thì bên em nó cũng gần như là đầy hết bạn bè rồi. Thì các bác có thể kết bạn Zalo cái số bên dưới 0567993999 thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho tất cả các bác. Đó. Rồi. Thì không để mất thời gian của tất cả các bác nữa. Thì bây giờ các bác sẽ cùng em đi vào chi tiết sản phẩm. Đó. Trước mặt các bác đây, các bác thấy được một cặp dây loa Monster rất là cao cấp. Đó. Cực kỳ đẹp. Đấy, dòng này thì đẹp cả về hình thức lẫn chất âm. Đó, các bác có thấy không? Đấy, em quay chi tiết cho các bác xem đó. Rồi, thì bây giờ các bác cùng em đi vào cái thông số của dòng dây này nha. Đó, thì cái dây này thì hàng nguyên bản của nó, mỗi vế bên em thì các bác biết rồi. Đấy, tất cả dây loa bên em nếu mà hàng nhập về thì bên em chỉ có nhập mỗi vế là 2,5m. Đó, và cái dòng dây loa Monster này thì nó lại sử dụng tất cả đều sử dụng đầu jack bắp chuối nha. Thì đây, bây giờ em sẽ quay cái đầu jack bắp chuối anh em cùng tham khảo này. Này. Đó, đây. Các bác thấy không? Thì cái dòng này nó là dòng cao cấp. Đấy, hãng người ta đã sử dụng những cái dòng bắp chuối carbon rất là cao cấp nha các bác. Đấy, bắp chuối carbon cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Đấy, có gì. Và dây của nó đây thì các bác có thấy được nha. Đó, 4 đầu dây của nó là 4 cục trông nhiễu này. Đây, em sẽ quay anh em xem này. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Cục trông nhiễu nó này. Monster Flash. Đấy, các bác nhìn không? Dây cực kỳ đẹp này. Đó, đầu rắc của nó đây. Đó. Thì cái dòng này dây của nó là loại 4.0 nha các bác. Loại 4.0 đi. Ừ. Các bác thể đấy này. Đây, bên trong người ta đều được bắn keo rất là cẩn thận này, các bác nhìn thấy không? Đó, hãng người ta làm rất là chi tiết nha các bác. Đấy. Đó, dòng này hãng người ta làm cực kỳ tỉ mỉ, rất là đẹp. Đấy. Còn để về nói về cái chất âm của dòng dây loa này thì bản thân em sáng ngày cũng đã đi test rồi. Đó, nên là bây giờ mới có thời gian để quay cho các bác. Đấy, cái cặp dây loa này. Đấy, còn để về nói về cái chất âm của nó thì bác Lão đang muốn cải thiện đều ba giải. Đấy, trung trầm làm sao mà tiếng nó thanh thoát, tiếng nó tách bạch. Đấy, mà cái độ chi tiết tốt đó thì dòng dây loa này nó đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu đó cho tất cả các bác. Đó. Thì dòng này thì nó đang nghiêng về bát là nhiều hơn nha các bác. Cái giải bát của nó thì nó tốt hơn. Đấy. Những bác nào dàn âm thanh của nhà bác nào đang dư, đó, đang dư giải chép chẳng hạn thì các bác lên sử dụng cái dòng dây loa này. Đó, nó sẽ hãm lại cái dòng giải chép cho tất cả các bác. Đấy, nó cải thiện tốt lên cái giải bát. Đấy. Độ chi tiết của nó thì cực kỳ là cao. Cái dòng dây loa này rất là đẹp, các bác có thể thấy đấy. Trước mặt các bác đây, nguyên một cặp dây loa mà nó đẹp như thế này. Đó. Rất là đẹp nha. Các bác nhìn đi. Cục trông nhiễu của nó đầy đủ cho tất cả các bác. Đấy. Dây của nó là dây Monster, rất là đẹp. Và cái dòng này thì hiện tại là bên em chỉ về được có 5-6 cặp thôi, chứ không có nhiều nha các bác. Dòng này không có nhiều đâu. Đấy, chỉ có 5-6 cặp cho tất cả các bác. Anh bác nào mà đang ưa chuộng những cái dòng dây loa Monster ấy thì các bác alo cho em nha. Đấy, dây đây, cầm cặp dây nó rất là chắc tay nha các bác. Thằng này em cầm cặp dây nó rất là chắc tay. Đó, thân dây của nó này, các bác nhìn. Đó, dòng này của nó thì nó là được bọc vải lưới nha các bác. Đấy. Bọc vải nha, chứ không phải bọc lưới. Đấy. Bình thường thì các hãng người ta sử dụng lưới nha. Còn đây này, nó bọc vải này. Đó, vải mềm, rất là đẹp. Đấy. Các bác nhìn này, cặp dây loa của nó như này đây. Đấy. Thì hôm nay bên em về là tranh thủ giới thiệu luôn cho tất cả các bác. Đấy. Thì cái đầu jack của nó thì em quay chi tiết cho các bác xem rồi. Nó là dòng đầu jack carbon này. Đấy. 8 đầu jack của nó đều là sử dụng đầu jack carbon hết. À, và dòng này thì bên em về là 100% đều là sử dụng đầu jack bắp chuối. Thì những nhà bác nào mà đang sử dụng những cái đầu jack mỏ chim chẳng hạn thì có thể alo. Đấy, thì em báo em để em gửi tặng kèm cho tất cả các bác 4 cái jack chuyển đổi. Còn những bác nào mà thích những bộ jack chuyển đổi cao cấp hơn đấy, thì các bác phải mua rời nha các bác. Đấy. Thì cũng không để mất thời gian của tất cả các bác nữa, thì em báo giá luôn cặp này nha. Đấy, cặp này giá của nó là 3.900.000. 3.900.000 một cặp dây loa Monster cực kỳ cao cấp. Đó. Hàng bên em không có nhiều đâu. Đấy.
Thì ngay buổi sáng hôm vừa rồi đấy, vừa hàng vừa về thì có một bác khách quen bác dặn từ trước rồi. Đấy, bác cũng đã chạy ra, bác đã lấy một cặp dây loa rồi. Đấy là hiện tại là chỉ còn được 5 cặp thì phải. Hiện tại là chỉ còn 5 cặp nha. Đấy, và tới thì bên em sẽ về thêm. Nếu mà những dòng sản phẩm này các bác đánh giá tốt về những dòng sản phẩm này thì bên em sẽ về thêm để phục vụ cho tất cả các bác nha. Đó. Rồi, thì cái mọi chi tiết liên hệ của mua hàng các bác cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại này, gọi là các bác kết bạn Zalo hai số nha. Đấy, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Ở cái số 058 thì bên em mới thay số rồi. Đó, số bên dưới của nó đấy là 0567993999. Đó, thì em sẽ ship hàng cho tất cả các bác. Rất là đẹp. Đấy. Rồi, thì Huy Cường Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.